Xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Đố mọi người Khánh đang ở đâu? Khánh đang ở Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Mấy chị em mới vừa đi tới đây. Ghe này là ghe chở khách du lịch. Sóng lớn quá trường luôn. Sóng lớn quá trường luôn. Cái ghe ở đây ngộ quá, tháng qua nó toàn quay à. Không giống ghe với mình dài dài ha. Đúng rồi. Ghe đây toàn quay như hộp lúa toàn vậy. Đúng đó. Đây là Thư, bạn của Vinh. Hôm nay là tàu du lịch của tối hả Vinh? Cái này hả? Ừ. Chắc nhà hàng quá ha em? Nhà hàng trên đó. Nhà hàng. Cái này phải bao đi riêng phải không? Dạ, đúng rồi. Đi riêng chứ không? Và tàu đằng kia là mấy cái nhà hàng mà... Như hả? Dạ. Còn lễ hội là người ta tổ chức ở đâu gần? Lễ hội là đi bộ lại rằng đang xíu rồi tới à? Dạ hả? Ngay cái cầu tình yêu á. Cầu tình yêu nữa hả? Có cầu tình yêu nữa hả? Không có, anh Vinh ảnh nhắn tin chứ qua. Anh kêu đem theo ổ khóa. Khóa dùm khóa là gì? Giúp chị cho tôi coi chuyện tình tay ba. Coi nó không chạy. Mai mình đi sáng đi nhà nổi. Ừ. Một là mình đi cái ghe nhỏ vậy, hai là đi cái bự hơn. Chị thích đi cái nào? Đi ghe nhỏ đi. Cảm giác mạnh ha. Ừ. Chị biết bơi không? Biết. Chị biết bơi không? Lên đó người ta có cho mình bằng áo phao chứ gì đúng không? Có bằng áo phao. Ừ. Chịu thì tới lập thì cũng nổi lên mà sợ gì. Cái này là người ta bán đồ lưu niệm. Cái này cái nhà lồng chợ hay gì vậy Vinh? Ừ, nhà lòng chợ hả? À, Kiều á. Kiều ơi, Kiều chợ gì vậy? Ôi, Thư, lộn. Thư. Cứ nhớ tên bạn tước của Vinh. Thư. Nó chơi. Thư là cưng quê ở đâu Thư? Dạ, em quê Cà Mau chị. Ở Cà Mau. Dạ. Rồi cưng sống ở Cần Thơ hả? Dạ. Là Thư nói là Thư đi làm ở trong ngân hàng. Dạ. Hay ra đây chơi không Thư? Dạ cũng hay ra đây lắm chị. Em vợ còn no á anh Vinh. Hả, Vinh vũ em ăn cơm. Ra tàu ở trong mấy cái lưu. Nó mới khánh thành cũng mới thôi. Vậy là mình đi ngã này ra Côn Đảo được? Dạ. Đi ra vào khoảng mấy tiếng cân? Chắc khoảng 3-4 tiếng không ta? Từ đây ra ngoài cung Phú Quốc 3-4 tiếng không anh? Thì là ở đây có một cái cảng đi ra ngoài đảo Phú Quốc. Anh đi từ Kiên Giang là gần 3 tiếng đó. Hả? Từ Kiên Giang đó nha. Ở đây cũng nhanh nữa. Mà từ Kiên Giang ra đây đi ra Phú Quốc được mà. Mình khỏi lên thành phố ha. Dạ. Khỏi lên thành phố. Ở đây là em đi du lịch được luôn á, khỏi đi. Mấy cái tàu này là mấy cái tàu người ta thích cho khách du lịch đi hả? Dạ chị. Quá chừng luôn. Cứ Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến Thái làm không muốn về. Mẹ chị kêu mua đặc sản, vậy chị kêu ra đây mua đặc sản rồi. Hôm qua nó chắc là mua gạo rồi. Cần Thơ gạo hả? Ừ. Mà thấy đâu ai trồng lúa không? Đâu trồng lúa đâu. Trái cây không bà chị? Trái cây. Múc ở dưới luôn hả Vinh? Dạ, dưới luôn. Cho cái bảng. Đi tàu lên kia nè. Hai đứa rồi. Nè giờ đi thứ đó rồi tới tối luôn hả chú? Thầy chú mời chào để đi xuống ghe của chú. Và mấy chiếc ghe nhỏ này. Bạn sinh viên ở bên đây.
chừng tàu luôn, quá chừng ghe luôn Vinh. Thưa ơi, những cái ngày thường á là có ghe đậu về chở dạ, khách có, không hả? Dạ, có, tàu khách du lịch liên tục luôn á chị. Chơi đi có 300 bà con đi chơi đi. Sáng nào người ta muốn đi chợ nổi là người ta sẽ ra đây thuê tàu để đi chợ nổi á chị. Tháng 10 mình đi tháng Vinh. Dạ, tháng 10 Khánh nghe nói là nếu mà muốn đi chợ nổi thì đi khoảng thức dậy khoảng 4 giờ sáng. Tại vì cái chợ nổi ở đây á chỉ nhóm chợ vào lúc sáng sớm thôi. Nhưng mà đi khoảng 7-8 giờ thì lúc đó hết vui rồi. Buổi trưa thì người ta đã về nhà ngủ rồi. Có người mà chào tiếp tục. Đi còn mà đi vòng vòng tham quan cháu mát. Còn hả chị? Ở đây có còn ha. Vườn trái cây. Còn vườn trái cây chị. Lò hủ tiếu. Chợ nổi. Mình mê đi chợ nổi là chơi cho chị. Mình tiếp tục đi cặp theo bờ sông. Khánh đi tới đây thì thấy có triển lãm ảnh. Thấy một trăm này ít nước, mấy nước trong ASEAN. Dạ hả? À, là của nhiều nước đó đúng không? Thôi này chợ chắc chợ bán heo quá Vinh. Heo rừng rồi. Heo. Chợ bán cá nè. Này ở ngoài biển. Cổ là người mẫu, diễn viên người mẫu.
chắc là chủ quán ở đây có làm ở trong tại vì cũng có tham gia nghệ thuật phía sau thì em cũng rành nữa, nhưng mà nhiều ca sĩ về đây là ca sĩ diễn viên đồ á, về đây hay ghé đây luôn á. Mà lộn em trên ghế á, ở gì mở ra chưa chưa gọi lẩu thành viên lấy lẩu được không? Gọi gọi có gọi thì ốc nướng tiêu á, chiên nước mắm không cũng chút xíu nữa kêu ha. Đi uống nước gì ạ? Nước ngọt của viên nước mát cho chị bốn cái tại trước đi. Tôm được không? À, đổi bún lấy mì tôm. Có chừng hình của ca sĩ tới, ca sĩ diễn viên người mẫu tới quán ăn quá chừng luôn. Vinh vô rồi. Chào chị hai chào. Vinh. Dạ. Quen không? Dạ. Em ghim hết chưa? Em lựa chọn chỗ lý tưởng bên đó bên đó. Điện thoại Khánh nãy giờ livestream thì bị hết pin rồi. Đó, cho nên là nhiều ngay xíu quá ha. Hết chừng luôn. Để coi coi em không. Mình uống bị ức đi. Đây là lẩu vịt tới rồi. Lẩu vịt nấu cao. Giá là để hồi nấu. Nóng nóng nóng. Dở dở lên thử đi có gì đổ nha. Đánh nè. Cực kỳ ngon. Thịt vịt khoai môn. Nấm. Nấm nè, với huyết. Huyết. Rồi với gì? Hành. Rồi có như đó, nhiêu vậy? Ờ. Có anh họ không? Không biết ngon sao ta? Ăn rồi sẽ biết. Ngon như thế nào? Mà nổi tiếng quá chừng luôn. Đi ngoài từ Bến Tre phải là ngồi qua đây ăn cũng có. Thôi em để cho biết cuộc đời ha. Ừ. Nãy giờ Khánh ngồi đây, rồi cái điện thoại hết pin, phải đem điện thoại vô sạc nhờ đây. Phải vậy phải dòm ngó hai bên đây với bên đây, lỡ mà tầm tung bên đây quá cũng không được. Mình có sắp cao không cưng? Em có cách thử nóng với cây này. Em thấy phục vụ bưng ra có 2 miếng tàu hổ. Ủa này cắt rồi Vinh ơi. Dạ. Cắt rồi cưng ơi. Ờ. Tàu hổ. Bỏ vô luôn, bỏ vô luôn. Bỏ vô luôn ha. Bỏ vô luôn. Nó làm rớt nguyên cục rồi chứ. Không. Thì em để sợ nên làm văng vô nào thì văng vô. Mì này là mì vị hương. Mì ăn liền vị hương. Mì này là hồi xưa lúc mà chưa có mấy cái mì khác ra là mì này là ai cũng ăn mì này hết trơn ha. Mì giấy. À, Khánh nhớ là hồi đó lúc mà mở cái mì ra, Khánh còn nhỏ à, tay yếu á cho nên là khó mở, tại vì ở trong ở ngoài là giấy nhưng mà ở trong này nè nó có một cái miếng mũ á, nó dẻo. Cái mì này thì cái màu sắc nó không có bắt mắt như mì bây giờ. Thơm thơm mì à? Thơm. Nghe cái mùi rất là quen thuộc. Cái mà hồi xưa nhà em lúc nào quay có nguyên thùng đó nha. Đó hả? Lúc nào cũng nguyên thùng. Mì vị hương với mì mili kết nè. Dạ, trên nó nấu mì để làm canh ăn cơm luôn á. Ờ. Ngon à. Mì để ra ha. À, mình ăn cái lẩu vịt này á thì cải này là cải cải xanh, cải bẹ xanh nè, rồi rau kèo nèo nè, rau kèo nèo, rồi cái này là mồng tơi, có mồng tơi, với lại có thêm rau muống nữa, bốn loại rau.
cái bụng nó kêu hò hò kỳ. Bé Thư á, thì bé Thư có nói với Khánh là em coi clip chị Khánh rất là lâu rồi. Lúc nào Thư? Em coi cũng mấy năm rồi đó. Mà lúc đó là cưng biết Vinh chưa? Dạ chưa. Chưa biết Vinh là đã coi clip của Khánh rồi á. Cho nên là bởi vì chị em mới vừa gặp nhau thôi, nhưng mà nói chuyện thì cảm thấy rất là quen thuộc. Quang đi Quang. Bình thường qua không ăn thịt vịt đúng không? Nhưng mà bữa nay qua phải ăn để hôm nay qua về, để hôm nay qua về đặng qua có chuyện qua kể thì cho mấy bạn qua nghe, biết không? Hai biết sao không? Thì ăn miếng nhạn được, tại hồi nãy á đi ăn cơm gà á, qua ăn một dĩa cơm gà, cái đùi gà bự dữ lắm, anh Vinh ảnh đâu có ăn, ảnh ăn đâu hết đâu. Đùi gà anh cũng không ăn hết, mà cơm anh cũng ăn hết, mà qua ăn hết một dĩa cơm, qua ăn hết một cái đùi gà luôn, là hai biết lần giờ qua còn no cỡ nào rồi á. Nhưng mà không ăn là mới mất hết hạnh, phải không? Phải ăn, ăn cho biết lẩu vịt nấu chao thành dao tại Cần Thơ nổi tiếng ngon là như thế nào, để mình về mình bắt chước mình nấu thử coi có giống vậy không. Vậy là thằng bữa nào nấu phải kêu em xuống em thử nha. Ừ. em nhận xét mà gọi là khách quan nhất. Mình chấm nha, mình chấm à. Vậy chừng nào chị nấu nữa kêu em với nha. Ừ, chị kêu liền. Đây là Khánh thấy có một chén chao. Chao này là hình như là chao không có pha luôn á Vinh. Chao này chắc ở đây làm luôn á. Dạ. Chao không pha trời, không pha. Nó béo mà nó béo, nó mềm, nó không có quá mặn. Vinh để tàu hủ ki lên. Chị biết khách tàu, chị biết tàu hủ ki lấy từ đâu rồi đó. Lấy từ đậu nành hả? Lấy từ đậu nành của tàu hủ. Dạ. Chị mới biết á. Anh thấy quán này cái món lẩu vịt nấu chao thì còn có rất là nhiều món. Vịt nướng chao, ốc nướng tiêu, ớt chiên nước mắm, cá thác lát, xương chiên giòn, gỏi xoài trộn khô cá lóc, chuột chiên nước mắm, mực chiên giòn, tôm chiên giòn, bò vũ trường. Có món lạ nha. Bò vũ trường. Chắc là bò vô vũ trường quá. Sò huyết xào, tiêu hấp, cơm chiên, lẩu chua, lẩu thái, lẩu bao tử. Đây, bên đây nè, cái thịt đơn ngay trước mặt Khánh luôn, cho nên là có cái bò vũ trường đặt và không có bị sai, không có bị lộn. Cái số 10 á. Không biết tại sao gọi là bò vũ trường ha. Sao à? Cái này nó chơi thôi nè. Bò vũ trường phải không? Chắc bằng nó dai. Chừng vô vũ trường nó nhảy như săn chắc thật nữa. quẩy hôm nay là thứ bảy luôn, đây là thứ bảy nha. Để ăn xong thì hồi nãy thì đây Vân còn bún mật mì ra, mà chị nói thôi đi đổi bún lấy mì. Em cũng đang mua bún mì không à, thì bún thấy trắng quá, không mình ăn mì cho nó chắc ăn rồi chắc được phải Vinh. Xôi rồi, tại nãy giờ rau á. Đây. Đây múc chà. Lấy cái thư trước đi. Chị ăn đi. Trời em đây, ăn hoài à, chị ăn đi đi. Để chị cắn cà múc cho chị cắn. Rồi sáng giờ chị Hương không ăn luôn á. Sáng giờ chị ăn đi, ăn. Ủa cái chén này nhìn tưởng nô chén đá, ai ngờ chén mũ ha. Mới đầu Khánh tưởng nô chén đá, ai ngờ là chén mũ. Bỏ bỏ cái có mì giòn, mì chứ không mì quăng mì nha, ăn miếng mì đi, để tối vậy đó bụng không có gì ăn á. Nhưng mà tối lấy cay gà đâu quá chịu bụng thôi. Hồi chị Hương, chị Hứa gì vẫn có đi ăn nhặt mà. Hồi vẫn đi ăn bánh tráng đưng có cả có mì vô cho chị ăn. Rồi Vinh múc cơm đi Vinh. Dạ. Ăn đi Vinh. Dạ. Ăn đi Thư. Dạ chị ăn chị. Cưng ăn rồi cưng giúp đỡ gần Vinh á. Sao? Cho nó nhịn bớt ăn để mà nó mập luôn. Ở đây có ba đứa. Không ăn luôn. Dạ ba, ăn không ăn luôn. Không ăn luôn. Là Thư. Dạ ok. Vinh ăn đi Vinh. Dạ. Tạm ok. Rồi, Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn thử cái món lẩu vịt hành gia
nổi tiếng nức tiếng Cần Thơ. Mới đầu hấp vô thì Khánh nghe có cái mùi dịch. Mùi gừng. Chỗ này 4 người ăn mới hết á. Coi người ăn hết qua phải ăn nữa chứ à. Này đặc biệt là có khoai môn. Có khoai môn này ăn mới ngon, còn không có là ăn mới ngon. Nóng rồi đi. Chết kè tắt đường. Cái khoai môn này hình như là người ta đã có ướp sẵn, nên là ăn vô thấy nó có một cái vị, nó không có lạ. Nó có một cái vị mặn mặn ngọt ngọt ở trong đây. Mình nên ăn được rồi. Nhìn kỹ chị Hư á, giống Kiều chú Năm. Mắt to, mặt mắt giống Kiều. Ủa mắt chị to lắm luôn hả? Hả? Mắt với chân mày của Hương á, giống nói em chị. Đậm ngon. Chị khỏi cần dễ chân mày. Em nói dễ chân mày. Chị làm ngon. Chị chị ăn thử quyết định. Không, chị không ăn quyết được. Ừ, chị không ăn quyết được. Quyết định ngon lắm luôn á. Ngon vậy? Chị ăn thử một miếng nhỏ nữa. Không không, chị không ăn biết được, chị nói thiệt. Đúng hả? Vậy là ở đây người ta làm ngon á hả? Đúng rồi. Hả? Về cái về phòng, cái
kiếm phòng ở lại tắm rửa xong cái mình đi chơi tiếp ha. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ khi nào tới Cần Thơ thì nhớ ghé quán Thành Giao ăn lẩu vịt nấu chao nha. Còn bây giờ thì Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.